Cô ấy nhất định sẽ đến, bố tớ bảo thế. Cô ấy nhất định sẽ hát cho bọn mình nghe. Ôi, cô chú cứ vẽ. Cảm ơn. Mời cô chú vào đi. Mời vào trong đi. Này, bà chú của cậu tốt, cứ thế mà phát huy nhé. Anh ơi, anh mời mọi người vào trong. Bố ơi, bao giờ cô Luyến và chú Hoàn đến á? Đừng làm loạn lên con, cô ấy đến bây giờ đấy. Duy ơi, cô Luyến đến bây giờ mới đến. Để cháu Duy nhắc. Chào cô. Chào cô. Tất cả vào trong nhà đã. Vào đây các cháu. Cô ơi, cho cháu hát nhé. Và cháu nữa. Vào đây. Cháu có biết bài mẹ yêu không? Có, cháu biết ạ. Cô hát thử một câu nhá. Vâng. Người mẹ hiền yêu dấu. Cháu vào trong kia, cô Luyến cô sẽ hát cho chúng con nghe. Cho cháu vào trong kia đi chị ạ. Mẹ đã trao về ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết trong những năm ra đi, con sẽ nhớ hoài bóng dáng. Chú Hoàn này, cô ấy quả là một viên ngọc quý, chú đừng để mất cô nhé. Chào anh, chào anh Bằng, giám đốc công ty điện lạnh, cảm ơn anh. Chú Hoàn dạo này đi đâu mà ít qua nhà thế? Em cũng có việc mà đến anh chị, thì hóa ra là thấy người sang bắt quàng làm họ. Sắp tới công ty chúng tôi kỷ niệm 5 năm ngày quốc khánh, có rất nhiều quan khách nước ngoài là đối tác. Cả thứ trưởng về dự, rất mong có sự hiện diện của anh chị cho thêm phần sang trọng. Sắp tới thì khai trương cửa hàng thời trang, thế nào cô chú cũng phải đến đấy. Cô Luyến mà hát trong một bài thì hãnh diện lắm. Vâng, chúng em rất vinh dự. Có điều lát nữa chỉ gặp cô Luyến yêu cầu trực tiếp thì tốt hơn. Được rồi, tôi nghe chị Ngọc kể rất nhiều về chú và cô Luyến. Chị ấy ca ngợi hết lời về hai người đấy. Chú được cô ấy thì hạnh phúc tột đỉnh rồi còn gì nữa. Cháu nữa, đợi cô. Ớm, trẻ con cả tỉnh này mà cứ nghe tên ca sĩ Thanh Luyến là cứ phát rồ cả lên. Gì, lại đến con. Mẹ gọi con ạ. Tấm gương cô Luyến đáng để cho con học tập đấy. Cô Luyến đã tặng quà tinh thần cho cháu rồi. Cô Luyến còn gì tặng cháu nữa không? Cổ tay cháu vừa trắng lại tròn, đẹp như tượng thế này. Cháu phải đeo cái này mới xứng. Ôi, gớm, cô chiều cháu quá. Có đáng gì đâu chị. Ôi giời, nặng quá, đến gãy tay mất. Cô Luyến chiều cháu chưa kìa. Sao em có vẻ chán đời thế? Bây giờ lại sinh ra hút thuốc nữa cơ. Không chán đời sao được. Vợ chồng mất khách sạn, mất hàng, rồi cả cửa hàng cũng đã bán nốt cho anh Hoàn. Bây giờ may ra còn chỗ đặt lưng, liệu có giữ nổi không đây? Em đừng vội thất vọng thế. Anh bán cửa hàng là để lấy vốn, làm quả quyết định. Anh nhất định sẽ thu hồi lại tất cả. Anh định làm gì? Có nguy hiểm không đấy? Mình đã có cái ô của anh Hoàn, mình chỉ cần làm một hai quả là nên người ngay. Em sợ lắm, nhỡ lại như mấy lần trước. Ơi, anh đã nói là có đại ca Hoàn, anh ấy là bất khả xâm phạm, lo gì? Em hỏi thật, anh định làm gì? Anh đã bắt mối với cánh trên ngược, chỉ cần làm một hai chuyến, xong là đau bụng nghỉ luôn. Anh không tham đâu mà sợ. Thế anh đã hỏi ý kiến anh Hoàn chưa? Đời nào anh Hoàn đồng ý, em chẳng biết cái gì cả. Thôi anh ơi, em van anh đấy, đừng dính vào chuyện phi pháp nữa. Xảy ra chuyện gì thì khổ lắm. Yên tâm, tuyệt đối an toàn mà. Mà nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh Hoàn chả nhẽ bỏ rơi chúng mình à? Đừng sợ, phải tranh thủ cơ hội chứ. Đừng lo, sau đợt này em lại làm bà chủ như trước. Em không muốn thế à? Hàng mai chưa xong đâu. Hồi này trên Nari có lũ nên khan hàng lắm. Vâng,
Thế nhá. Anh Thanh, anh vào đây. Anh ngồi đi. Em bận quá nhỉ? Hay là ta tạm gác việc học vi tính này lại? Vâng, có lẽ phải tạm nghỉ một thời gian. Bận hơn con mọn. À, đếm tắt điện thoại, nói chuyện cho thoải mái. Kìa, nhớ có việc gì quan trọng thì sao? Ôi, quan trọng nhất lúc này là em được gặp anh để giải tỏa tâm lý. Gần đây sau những cuộc giao tiếp, hội nghị, những cuộc chúc mừng ầm ĩ, em cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Em không có thời gian để đọc sách, để nghĩ ngợi, cảm xúc nữa. Nhất là không có những giây phút dành riêng cho mình. Em phải cười, phải hát, phải nói đón theo những ý thích của kẻ khác. Thì cứ lao vào kinh doanh, lấy công việc mà khỏa lấp tâm trạng. Anh có một kinh nghiệm, không để cho mình nhàn rỗi thì sẽ tránh được mọi day dứt, chăn trở. Anh không hiểu được đâu. Trong thâm tâm, em tự dưng thấy hoang mang lắm. Em cảm thấy sự chân thành đang dần lảng xa em. Em không còn được nghe những lời chân thật, mà chỉ còn là những lời xã giao, co cánh, những lời mua chuộc, săn đón, bợ đỡ. Thế anh Hoàng có chia sẻ với em những tâm sự đó không? Thì anh bảo anh ấy gần như si mê em, sẵn sàng thực hiện mọi ý muốn của em. Vì thế em không nỡ làm cho anh ấy phải buồn, phải nghĩ ngợi. Theo anh nghĩ, nếu em đã chấp nhận cuộc sống như thế này thì nên tìm cách thích nghi dần, nhưng đồng thời cố giữ lấy bản lĩnh riêng, tư cách riêng của mình. Anh xem, hết quảng cáo lại đến ảnh mẫu, hết khai trương lại đến sinh nhật, hết ngọc đến vàng, hết lỗ đến lãi. Em chỉ có chút tâm trí, sức lực. Vậy mà hàng ngày phải chia nhỏ ra, để rồi hàng ngày phải tự thổi phồng mình lên, lấy lòng quan khách các kiểu. Em đã có nhu cầu nghe lời nói thật, thì nghe anh nói đây. Em đang thay đổi từ từ như người bị ủ bệnh. Cũng may là em đã kịp nhận ra. Anh bảo em thoát ra bằng cách nào bây giờ? Cũng chưa muộn lắm đâu. Rớm, em tắt cả điện thoại di động lẫn máy bàn. Anh cứ tưởng có sự cố gì xảy ra. Em sợ điện thoại quá rồi. Đấy lâu chưa Thanh? Tôi đến khá lâu rồi. Hôm nay Luyến tạm nghỉ học vi tính. Hai anh em ngồi nói chuyện cho đỡ buồn. Ôi, thế tôi có làm ảnh hưởng gì đến chuyện của hai vị không? Không ạ. Chúng em đang đề cập tới một đề tài. Nếu có anh góp chuyện nữa thì càng hay. À, nếu vậy thì anh em tôi phải uống rượu, tranh luận nó mới hăng. À. Xin mời. Mời anh. Anh Hoàn này, nhân tiện gặp anh ở đây, tôi cũng xin nói thẳng. Cuộc thi giọng hát hay của tỉnh vừa rồi có những dư luận không hay. Tôi biết, mà chê cưới trách mà. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tổ chức, không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, sai sót. Ví dụ như, đáng lẽ phải chấm nghiêm ngay từ vòng ngoài, tránh thiệt thòi cho những thí sinh có khả năng. Còn đêm chung kết, cách xử sự của ban giám khảo khiến cho khán giả có cảm giác là thiếu khách quan. Anh cũng tỏ ra thành thực và khách quan đấy chứ. Còn giải nhất của em, theo anh có xứng đáng không? Em đã hỏi anh điều này không dấy chục lần. Nhưng anh khẳng định lại thật khách quan trước mặt anh Thanh đây xem nào. Xét cho cùng nó chưa xứng đáng so với khả năng còn tiềm tàng của em. Anh khôn thế. Nhưng hôm nay thì em muốn sòng phẳng. Em mệt mỏi, em cảm thấy mình không còn là mình nữa. Em có nhiều đòi hỏi vô lý quá. Không, em chỉ có một mong muốn. Em muốn trở lại là Luyến ngày xưa, bình dị, giản đơn. Cậu xem, đòi hỏi đó khác gì ở trong chuyện cổ tích. Em quên là trong tay em đang là cả một doanh nghiệp ư? Nếu em chỉ là một ca sĩ thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng trong em chẳng phải đang có một Lưu Hiểu Khánh, một Trương Tiểu Mẫn, nghĩa là một nghệ sĩ kiêm nhà quản lý kinh doanh nghệ thuật sao?
Anh Hoàn nói có mặt đúng đấy em ạ. Muốn làm lên việc lớn, phải quảng giao, phải tự nâng mình lên để mọi người biết đến mình. Những băn khoăn đó của em làm anh rất vui. Vì em vẫn giữ được cái gì đó rất riêng trong suy nghĩ, trong khát vọng của mình. Chúc mừng Thanh đã nói hộ tất cả chúng ta. Em biết không, em đáng quý chính là ở chỗ đó. Trong mọi cái mất đi trên đời, kể cả mất đi mạng sống của mình, cũng không sợ bằng mất đi bản ngã của chính mình. Cái mà người ta vẫn thường gọi là đánh mất mình. Em xem, mỗi người bằng một cách để giúp đỡ một tài năng, một khát vọng. Em sẽ chỉ là em đích thực khi em không phụ lòng tin đó của mọi người. Thế rượu đâu? Chỉ đủ uống một chén thôi đấy. Rõ ghét, hễ thấy rượu là mắt sáng lên. Thì em bảo làm thợ mộc như anh phải có tí cay cay nó mới lại sức. Nhưng mà uống in ít thôi, kẻo nghiện ngập là bê tha lắm. À, thế chiều nay anh lại lên rừng à? Lên chứ, anh Lực nhắn rồi, anh phải lên làm đêm. Thế bao giờ anh định về hẳn đây? Anh Lực bảo cuối năm, mà anh cũng phải gom một ít vốn đã. Anh Lực, lúc nào cũng anh Lực bảo thế này, anh Lực bảo thế kia. Thế ông ấy là gì mà anh sợ thế? Anh là ân nhân của anh. Trong một vụ buôn lậu, anh bị bắt. Chắc chắn lần ấy anh sẽ bị dở cột nếu không có anh Lực quật ngã tay cảnh sát cứu thoát anh cùng với số thuốc viện. Từ đó anh về làm cho anh ấy. Nghĩa là anh làm lâm tặc cho anh Lực à? Em mơ ước có một cuộc sống lương thiện, thanh thản. Nghèo một chút, nhưng chẳng sao. Về đi anh, đừng dây vào xã hội đen nữa. Nguy hiểm lắm. Anh cũng mong như vậy. Nốt vụ này, anh sẽ về hẳn với em. Anh hứa rồi đấy nhá. Nốt lần này thôi. Ân oán giang hồ không bao giờ kết thúc. Anh trả ơn ông mấy ba năm nay rồi. Chẳng nhẽ suốt đời này anh đi theo họ, gây tội ác, là trả ơn, là tín nghĩa hay sao? Em lo lắm. Anh không nghĩ gì cho em sao? Xong lần này là anh về. Cảm ơn chị Hoa. Dạ vâng ạ. Anh ạ. Thế nào? Đủ lượng hàng chưa? Còn thiếu ạ. Lại bị kiểm lâm thu mất một số. Quân của cậu làm ăn thế nào thế? Tại sao không tập kết vào trang trại của chị Ngọc? Nào đã kịp đưa ra chỗ tập kết, đang chặt thì bị bắt. Sao không giải thích? Tôi lại phải đề nghị anh viện trợ. Đừng để bà Ngọc nói với ông giới, phiền lắm đấy. Đây. Bao giờ thì hồi cố sang? Chỉ mai thôi. Thiếu hàng cho họ là vỡ hợp đồng, phiền lắm. Thôi được, anh giới sẽ hợp thức số gỗ đấy để chế biến xuất khẩu. Cạnh đó cậu phải tăng cường khai thác cho đủ số lượng hợp đồng. Tôi đi đây. Cái này mới nhập về hả? Dạ vâng. Dạ, báo cáo anh, có người mang xe đến bán ạ. Để em ra xem. Để tôi. Đi. Anh ạ. Chào anh. Em đảm bảo với anh, xe còn mới tinh. Dạ, đây là giấy tờ hải quan, vừa mới cấp xong đấy ạ. Xe này cũ rồi. Em đảm bảo với đại ca, xe còn mới 100% ạ. Giấy tờ đây ạ. Khỏi xem.
Tôi không mua xe bằng mắt. Đại ca khôi hài quá. Không mua bằng mắt thì mua bằng gì à? Tôi mua bằng mũi. Anh xem, đây là ô tô, chứ có phải lọ nước hoa đâu mà đại ca xem bằng mũi. Nghe đây, mùi xe mới là mùi hương liệu công nghiệp, chưa pha lẫn hơi người. Mà đã có hơi người vào rồi thì không gì có thể tẩy đi được. Xe này đã qua sử dụng rồi. Xe cũ rồi anh bạn. Bái phục. Quả là cao nhân số 1 trong làng xe hơi. Tạm biệt. Anh Hoàn ạ. Em... Có gì mà phải lung túng thế? Dạ. Em và Lan muốn mua lại cổ đông của chúng em ở khách sạn ạ. Mua lại cổ đông của khách sạn à? Dạ. Từ hồi đến giờ tôi đầu tư rất nhiều. Bây giờ giá trị cổ đông của cậu lũy tiến lên rất cao. Cậu làm sao có tiền mua nổi? Dạ, em có đủ ạ. Chúc mừng cậu. Vậy là anh em ta lại có dịp chung lưng đấu cật với nhau rồi. Tôi sẵn lòng. Em biết ngay, thế nào anh cũng đồng ý mà. Thế nào anh? Anh Hoàn đồng ý rồi. May quá, thật là tuyệt. Em đã thấy đại ca Hoàn của anh chưa? Hai bạn có gì mà vui thế? Ơ, chị Hương. Ơ, bà Đầm Đài Loan về từ khi nào vậy? Em về Việt Nam có lâu không? Ở bên đấy thế nào? Kìa, sao thế? Có gì thì nói ra đi, xem bọn em có giúp gì được cho chị không? Chị sang đến nơi, không ngờ bà cả phát hiện được, làm tanh bành lên. Anh Hồi phải đưa chị về một vùng quê hẻo lánh. Chị không chịu được, đòi về Việt Nam. Em đã bảo mà, sang đấy làm gì? Ở bên này trông coi doanh nghiệp cho anh Hồi. Khéo giữ thì có chồng, mụ kia làm gì được nào? Đúng thế đấy. Anh Hồi cứ ở bên này thường xuyên là được, làm quái gì được nhau. Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng thằng cha này nó chắc chắn lắm. Nó không cho mình quản lý tiền bạc đâu. Về khoản này, nó lại tin con mụ vợ hơn. Cứ biết thế đã. Thiếu gì cách khi nó đã si mê chị rồi. Thế vợ Hồi cố già hay trẻ, có đẹp không? Đã già, lại sống như ma lem. Thế thì chị chiếm ưu thế rồi còn gì. Thế thì lo gì. Cứ như tớ đây này, có bán cả cái tỉnh này, cho vợ đi sửa móng tay, tớ cũng bán. Cái anh này chỉ được khéo nịnh đầm thôi. Dạ, anh mới về ạ. Ừ. Tí lấy cái kéo, tỉa lại cái này cho tôi, nhé. Dạ vâng ạ. Công việc bến bãi dạo này thế nào rồi? Dạ tốt, từ hôm thằng 93 ta nhập kho đến giờ, tất cả đều trật tự, lại được lòng bà con. Các sới trong thị xã, cậu nắm được chứ? Dạ, biết ạ. Từng bọn làm gì, có mấy đứa, em đều nắm rất rõ, anh cần gì ạ? Tự dưng thằng Trường dạo này rất lắm tiền. Cậu điều tra xem nó làm ăn với bọn nào nhé. Dạ vâng, em hiểu. Ê anh ơi, cho tôi hỏi cái số nhà 4103 nó nằm ở cái chỗ nào ấy. Ê anh ơi, cho châm giờ tí lửa. Cảm ơn. Thế này anh ạ, nếu xét theo hồ sơ này thì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, tôi có thể giúp được. Nhưng cháu đã đang bị giam giữ. Yên tâm, tôi đã hứa giúp là giúp. Nhưng có việc này tôi cũng nhờ đến giám đốc công ty đây. Là anh cứ nói ạ. Tôi có người bà con muốn xin vào làm ở chỗ anh, được không? Từ gì quan trọng, anh cứ bảo họ nộp đơn và lý lịch, tôi sẽ thu xếp ngay ạ. Thế nhá. Thưa anh, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Tường thuật. Đêm hôm qua, sau khi hắn ra khỏi nhà, bọn em tổ chức bám theo. Sau khi tụi nó trao đổi hàng xong anh ạ, em mới
tiếp cận và phát hiện ra nó là thằng Tùng nghiện con bà Tùng Vàng anh ạ. Bây giờ mẹ con nó về thôn Đông à? Dạ đúng ạ. Cậu bồi dưỡng anh em, bao nhiêu tùy ý cậu, còn giữ lại mà tiêu. Nhưng đừng nhà hàng bia rượu, mua về nhà mà nấu nướng. Vâng. Nghe chưa? Em xin anh, bài học cảnh giác của anh em vẫn nhớ mãi ạ. Alo, cho tôi gặp anh Trọng, bên phòng chống ma túy tỉnh. Anh sao thế? Anh không thích đĩa nhạc này à? Em bật đĩa khác nhé. Anh có tâm trạng gì à? Anh đã sai lầm. Hết sai lầm này đến sai lầm khác. Anh đã từng làm tất cả mọi thứ để bày tỏ tình cảm của mình. Anh đã mù quáng, bày đặt trò thi cử giọng hát hay, rồi lại đẩy em quá lún sâu vào việc kinh doanh. Nhiều đêm qua, anh tự dằn vặt mình. Sao anh lại nói thế? Em không hiểu. Anh phải nói hết, cho lòng được thanh thản. Anh rất muốn em toàn tâm toàn ý dành cho lao động nghệ thuật. Mình anh lo liệu đời sống là quá đủ. Anh đã làm cho em nhiều khi không còn là em nữa. Em phải quen biết những người mà em không thích. Em phải hát để mua vui chiều lòng một ai đó, bị nổi tiếng một cách gượng gạo và rẻ tiền. Kìa anh, đừng nói nữa. Không, em phải để anh nói hết. Đến cả thói quen đọc sách, sở thích suy tư một mình của em cũng dần bị cướp mất. Anh muốn em làm lại tất cả, hoàn toàn trở lại con đường quen thuộc của em. Từ lâu, em đã hiểu anh dành cho em tất cả những gì tốt đẹp và thuận lợi nhất. Anh ngàn lần mong em tha lỗi. Đã không ít lần anh vô tình làm em chao đảo trước danh vọng và vật chất. Anh đã xúc phạm em thật quá đáng. Suýt nữa anh đã làm vấy bẩn nhân cách cao quý của em. Cũng may em vẫn giữ nguyên vẹn phẩm hạnh đáng quý của mình. Thôi anh đừng nói nữa. Anh đã nhận ra rằng sứ mệnh lớn nhất của đời em là phải vươn tới những đỉnh cao của nghệ thuật. Và đó cũng là mong ước của thầy U em. Những người đã chắt chiu từng giọt mồ hôi, nước mắt chỉ để mong cho em rạng rỡ với đời. Anh có nằm mơ không đây?
Cháu nhìn bức tranh bác mới vẽ thấy thế nào? Cháu thấy buồn, hiu quạnh, nhưng cháu rất thích. À, bác ơi, cháu đề nghị bác nhé. À. Cháu muốn mua một số bức tranh phong cảnh của bác. Bác đừng hiểu lầm, chỉ vì cháu rất thích, cháu muốn treo nó ở cửa hàng, cho nó bớt mùi kinh doanh tiền bạc. Thế hóa ra tranh của bác vẫn còn có tác dụng như vậy. Nhưng cháu cần phải biết, mọi ý đồ biến nghệ thuật thành mục đích thực dụng, không trước thì sau, thì cũng sẽ giết chết nghệ thuật. Thực ra cháu chỉ là... Yên chí, bác sẽ tặng cháu vài chiếc để treo phòng ngủ. Quà thành, bác vẫn biết tin tức về cháu. Bác vừa mừng, lại vừa lo. Bác mừng vì cháu được phát triển nghề nghiệp mà cháu yêu thích. Đã thoát ra khỏi cảnh túng thiếu nợ nần, khiến con người ta dễ bị sa ngã. Nhưng bác lại lo. Bác lo nhiều hơn sự nghèo khó có khả năng tôi luyện con người, còn sự đầy đủ dễ làm người ta bị tha hóa. Sức mạnh vật chất nó ghê gớm lắm, như axit ăn mòn tấm da. Không phải ai cũng đủ sức chống lại nó đâu. Mà cháu thì còn trẻ quá. Bác yên tâm, vật chất không dễ quyến rũ cháu, đốn ngã cháu được đâu. Nhưng thú thật với bác, không gì tẻ nhạt bằng muốn gì được nấy. Ngồi lên ô tô mà không biết là đi đâu. Tiền bạc, hột xoàn, nhẫn vàng thì cứ như trẻ con chơi đổ hàng, xếp từ ngăn này rồi lại sang ngăn khác. Bác hiếm hoi, chỉ có cháu và Thanh là người thân. Bác thấy cháu cần tỉnh táo, xem xét lại một lần nữa về cậu Hoàng. Thì bác đã gặp anh ấy rồi, bác chả khen anh ấy mãi thôi. Nhưng bằng trực giác, bác lại cảm thấy Hoàn là một người quá thành đạt, đến mức phải nghi ngờ. Bác ơi, nhiều lần cháu cũng đã đặt câu hỏi về nhân vật này, nhưng rồi cháu đã hiểu. Anh Hoàn là người năng động, phục thiện, biết thương xót người nghèo, coi thường vật chất, và nhất là rất yêu nghệ thuật. Cháu đã đưa anh Hoàn về quê, thầy U cháu cũng quý anh ấy lắm. Anh ta quả là như thế thì hiếm có đấy. Cháu lần này cũng định đưa anh Hoàn đến chỗ bác chơi để báo cáo, nhưng anh ấy quá bận, hẹn khi khác. Cháu đã nhận lời yêu anh Hoàn. Thế cháu đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chứ? Cháu cảm thấy đã cho anh ấy ăn cháo hành đủ rồi. Cháu thương anh ấy, và anh ấy đã chinh phục cháu một cách không thể cưỡng lại nổi. Thế cũng tốt. Còn cháu với Thanh, ngay từ đầu, bác đã nhìn thấy hai đứa như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau được. Tình bạn rất gắn bó, nhưng chỉ là sự đồng cảm. Và bác nghĩ nó sẽ bền vững hơn cả tình yêu. Trong số sách của bác cho cháu mượn, có cuốn viết rằng mọi cuộc vợ chồng là cái chết của tình yêu. Tình bạn có chứa tình yêu và vĩnh cửu. Bác thấy có đúng không ạ? Lúc nãy cháu có nói tới sự tẻ nhạt của một cuộc sống quá đầy đủ. Cháu thấy tẻ nhạt, nghĩa là thiên lương của cháu còn nhiều đấy. Bác sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện để cháu tự suy nghĩ thêm. Một thiền sư sống đơn sơ đạm bạc trong một căn lều nhỏ ở dưới chân núi. Đêm nọ, có một tên trộm mò vào. Hồi lâu, hắn chẳng tìm thấy một vật gì có giá trị. Đang bực tức, hắn nghe thấy tiếng vị thiền sư trong bóng tối. Anh từ nơi xa đến thăm viếng tôi, chẳng nhẽ lại về tay không? Đây, anh hãy cầm lấy chiếc áo duy nhất của ta, anh đừng chê ít. Tên trộm sợ hãi, kinh ngạc, nhưng cũng cố giật lấy chiếc áo và chạy đi. Sau đó, vị thiền sư ngẩng nhìn vầng trăng mà than rằng, hỡi người bạn nghèo khổ,
ước gì ta có thể cho anh cả vầng trăng kia. Cháu cảm nhận được, nhưng giải thích ra bằng lời thì... Thế đấy, tất cả mọi người chỉ chạy đuổi theo tiền tài, địa vị, hư danh. Nhưng xét cho cùng trên đời này, người ta thu vén được bao nhiêu? Trong khi đó thì toàn bộ thiên nhiên tráng lệ, từ trăng sao, dòng sông, ngọn suối và cho tới từng bông hoa ngọn cỏ đều là tài sản dành cho con người thụ hưởng. Giờ chắc cháu đã hiểu vì sao bác cố thu góp thiên nhiên vào các bức tranh của mình. Những thứ mà mọi người coi rẻ để cứ đắm chìm mình vô vọng trong vật chất đục ngầu. Thầy ơi! Thầy! Bùn ơi! Nết ơi! Cái Luyến nó về! Thầy! Chào bác ạ! Vâng, chào bác. Bác khỏe không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Chào bác ạ. Khỏe ạ? Vâng. Chúng cháu nhớ hai bác quá. Vâng. Đây là anh Hoàn. Lần trước đã về, chị đi vắng. Còn đây là chị gái em, chị Nết. Chào chị ạ. Tôi đã được thầy U tôi kể chuyện về anh. Dạ vâng. Mời anh vào trong nhà. Dạ vâng ạ. Bà, này này. Dạ. Sao nhanh thế hả con? Nhận lời người ta rồi à? Dạ. Con thử thách chán rồi. Anh ấy tốt bụng, hết lòng vì con. Có thực bụng không? U ơi, U cứ lo xa. Cứ biết là đặt vấn đề tìm hiểu trước đã. Nào ai đã xin cưới ngay đâu mà U phải băn khoăn nữa. Chả bố chị, em chị đã chả bị một lần rồi đó sao? Ai bảo tôi đừng lo sao được. Nhưng con xem ra, anh chàng này có vẻ chững chạc, đàng hoàng, ăn nói dễ nghe, ra dáng con nhà có học đấy. Ừ, cũng có vẻ hợp với thầy chúng mày lắm đấy. Yêu nhau ta tìm về. Yêu nhau ta tìm về. Đấy, biết ngay mà. Này Ngoan, mở cái cửa này được không? Bí hơi quá, người tôi cứ nôn nào. Con đang để điều hòa nhiệt độ, nếu U không thích để con tắt đi vậy. Kiếp quá, cả một đống tiền. Luyến này, thế còn anh Hoàn lúc nào đi đâu cũng đi bằng ô tô à? Vâng ạ, vừa tiết kiệm được thời gian thầy ạ, lại vừa giữ được sức khỏe và an toàn. Anh Hoàn đang làm hồ sơ cho con đi tập lái xe đấy thầy U ạ. Con mà cũng đòi học lái ô tô à? Vâng. Mày cứ hay nói đùa. Em đưa thằng lên nhà, anh đừng có việc nữa. Anh về sớm nhá. Anh đi đây. Vâng. Thầy U lên đây. Nhanh lên con. U. Thầy vào đi. Được rồi. U. Mời bác. Vâng. Mời bác và chị vào. Okay. U cứ từ từ thôi. Chào chị. Chào cô ạ. Đây là bố mẹ tôi ở quê mới ra. Cháu chào ông bà. Vâng. Chào các chị. Thầy U lên đây. Này, con. Thế cái cửa hàng này anh Hoàn cho con quản lý đấy à? Vâng, sao ạ? Ui giời đất ơi, cha sinh mẹ đẻ đến giờ U chưa nhìn thấy nhiều vàng ngọc thế. U sợ lắm. Đây chỉ là phương tiện kinh doanh thôi. Ở quê mình, thầy U chăm chỉ hạt bột nên không quen với cách làm ăn này là phải thôi. Mà anh ấy cũng không quan tâm đến tiền bạc lắm đâu. Thầy thế U vào đây. Luyến này, con nói thế nào ấy chứ? Tiền bạc nó liền khúc ruột, có ai coi thường được đâu. Không, ý con muốn nói là anh ấy coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Ừ, thì cũng phải có đức thế, giời mới cho nhiều tiền của thế này chứ. Đấy là thầy U chưa đến salon bán ô tô, đến khách sạn, đến nhà hàng to nhất tỉnh của anh ấy. Tất cả đều là của anh ấy ạ. Nhưng mà thầy U yên tâm, anh ấy làm ăn đàng hoàng, có chữ tín, làm được nhiều mà cho cũng nhiều, nên chẳng ai thù ghét cả. Vậy hàng ngày con làm những gì
Ngoài những hôm lên lớp học bài ôn thi, con ở nhà đọc sách, xem phim, nghe nhạc, giúp anh ấy bán hàng, thỉnh thoảng đi gặp gỡ giao lưu với các nhân vật chủ chốt trong tỉnh. Này, mày mà cũng bán được vàng ngọc nữ trang à? Vâng, con bán quen rồi. Các loại giá cả, hàng họ, chất lượng từng thứ, cũng dễ thu ạ. Này, thế hàng ngày mày với nó ở chung nhà? Không, anh ấy ở biệt thự phố trên, còn ở đây có một mình. Tối nay thầy U ngủ ở bên cạnh phòng con, để con dẫn thầy U đi tham quan. Không hiểu sao thầy thấy nó dần dần thế nào. Các cụ nói mày quá hóa rồi. Ôi giời ơi, phỉ phui cái mồm ông, chỉ được cái nói gỏ. Còn mình nó ở hiền gặp lành, bây giờ chúng nó thương yêu nhau, đó là phúc rồi. Mà đã rời bảy đất xếp thì cưỡng lại làm sao được. Nó gặp may mắn là phúc đức của ông bà tổ tiên cho ân huệ. Dạ, cũng đã đến giờ, con mời thầy U đi xê cơm ạ. Con đợi dưới xe ạ. Dạ. Nào thầy U, đi ăn cơm. Dạ, mời bác ạ. Dạ, đi hướng này ạ. Mời bác. Đi thầy. Mời bác ạ. Thưa hai bác, thưa đồng chí phó chủ tịch tỉnh, thưa các anh, các chị và các bạn, cuộc gặp gỡ nho nhỏ hôm nay là để Hoàn tôi giới thiệu em Luyến và hai cụ thân sinh ra em Luyến. Sau nữa cũng là để chúc mừng em Luyến đã thi đỗ tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật của tỉnh nhà. Dạ, đỗ xuất sắc đấy ạ. Xin chúc mừng hai bác đã sinh ra được một ca sĩ tài danh. Xin chúc mừng anh Hoàn đã tìm ra một ý trung nhân. Xin chúc mừng anh chị. Xin chúc mừng sự hiện diện của tất cả các bác, các anh, các chị ạ. Chúc mừng ạ. Chúc, à, chúc mừng hai bác ạ. Chúc mừng anh ạ. Tôi rất vinh dự. Rất cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện cho con gái tôi thành nghề. Dạ, thành danh ạ. Dạ. Mời anh. Mời anh. Chị đã cho mở cửa hàng quần áo mốt thời trang chưa? Đợi chị hỏi thì mở thêm cái nữa rồi. Thế á, hàng bán chạy lắm. Nhất là mùa cưới chị ạ. Gỗ sắt trong hỏi có vấn đề gì không? Số lượng chưa được đầy đủ, thưa giới chủ tịch. Luyến này. Dạ. Sắp tới tôi có khách Hàn Quốc, nhớ để dành cho tôi 5 chiếc vòng ngọc nhé. Vâng, em sẵn sàng. Em mời các cụ đi. Cụ ăn đi. Thầy. À, xin lỗi. Alo. Anh Hoàn ạ, em Tài đấy ạ. Tài hả? Công việc thế nào rồi? Báo cáo anh, chỉ còn khóa tay nữa thôi ạ. Tốt. Tôi không muốn nhìn thấy thằng Tùng Vàng nữa. Chuyện vặt.